ốc bươu vàng kho sả ớt đó cả nhà. Chiều nay gia đình em ăn ốc bươu vàng kho sả ớt. Cái này nãy em ướp sẵn rồi nè, em mở cái máy rồi hết trơn, ướp cho nó thấm nó ngon. Em bỏ sả vô. Thì nó chín nên em luộc cái chín này giải sơ sơ. Nhà không bỏ nó trong cho ngâm đi. Nhậu đắng cháy tỏi cả nhà. Xèo. Chiều nay em nấu canh khải ba xanh cả nhà, nấu với 4 con cá rô phi, cá chín này dùm cho cải vô ha, mấy bè cải ăn có canh rồi, kho chiên hoài quen quá. Giờ em bỏ cải gì xong là nhắc xuống là nó chín luôn rồi. Ô, hai cả nhà ơi, chiều nay em làm cái món đơn giản á, cá rô phi nấu với mấy ít bè cải, con súng chấm với ốc bươu vàng kho sả ớt, đậu đắng sợ tỏi luôn. Thôi mà cả nhà dùng cơm gia đình em luôn. Chào cả nhà nha, mời cả nhà ăn cơm với gia đình em nha. Mời ông bà cô chú ăn cơm với gia đình con. Hai đứa nhỏ em bên này nó ăn mắm kho. Mắm kho với ốc. Gấp đại đi con, gấp qua. Rất ngon mà. Cả nhà ơi, em mời cả nhà dùng cơm gia đình em ha. Cơm chiều ốc kho. Cá mua súng quý. Dạ. Sao vậy? Chấm mắm kho ngon. Cái mềm mắm này nó đó, con nhúng nó xuống nước thấy thì nè nó xuống này. Đè xuống. Đè cho nó ngập á. Để đi nó biết ăn. Cái mẹ đi vậy? Có mấy con cùi này thiệt chứ, bay veo 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 tay.
đắp nó luôn. Bên đó có cá, cá nổi bèo quá chứ. Bà tao lý này chỗ này đâu có mùi đâu, mà ăn bình thường. Chấm mắm hả? Cái gì chấm mắm? Không phân. Chấm mắm khô của người. Ừ. Đâu nữa rồi con? Nó ra đi mà con nó làm gì? Cái gì ăn vậy? Nó đắng được không? Tối nay không đắng được không ta? Không rồi. Nay không đắng được không ta? Đắng không? Bị gì vậy? Độc. Cao nhất nữa. Ừ. Nó bừng lên. Ủa sao anh không bỏ vợ lên vô đó? Yeah. Chà thích chuyện. Từ con mẹ ơi, cái tô nó mà ập vô mình là tối nay khỏi ngủ luôn á, có mùi mắm luôn con. Rồi chứ gì, bỏ con súng vô ngon rồi đó, lia lịa liền, không còn nhiều em ơi, ăn cho hết luôn em ơi. Ăn gì hết nhiều em còn rau kìa, em ăn cái cho bắp cha cha bố con chứ con. Ủa chưa có ăn không quý? Hình như không á, nghe đói á, hình như không mà anh nghe vợ đói đó thêm. Ăn hồng hâm với hình như gì đó. Quý lặt dao ha, còn sợi quá. Kỳ quá hả Quý?
nè mà. Ăn cá không con? Không mì. Cá quen quá hả? Ốc với cá mắm, cá kho mắm. Gì con? Con hắn, con hắn rồi. Đúng là gì đó. Còn cá nó trồng queo à. Cũng được mà. Ăn rồi hả con? Ăn nữa không? Bấy nửa này cho bấy cho. Anh ăn cơm, mấy ăn cơm rồi. Nãy con đã có ăn cơm không? Có hả? Mấy ăn cơm rồi, 2 mấy 3 giờ. Qua wow, anh có bá cho xe lên rồi hả gì? Rồi. Bữa nào mua cái gì có bá thì em bán lại. Ủa? Lấy con nè. Có lợi chứ. Có lợi chứ nè. Không còn. Bây giờ trang mẹ nước rồi. Uống không? Uống uống đi. Không uống hả? Ngon. Món ốc này ăn ngon thiệt á. Ừ. Còn con không được bự thôi. Con chạy coi ui. Thấy không ta? Chạy đi. Hồi vô gọi lại. Ê mẹ ơi. Thằng Hoàng nghe té rồi con. À quý nó rộng. Thôi bây giờ mình tới đây cả nhà ơi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ gia đình em ha. Cả nhà ủng hộ vợ chồng em một like và một lượt xem và quảng cáo ủng hộ vợ chồng em luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Chúc cả nhà mình luôn ăn vui hạnh phúc thành công trong mọi công việc ha. Bye bye cả nhà mình luôn.